trẻ uống sữa công thức bị táo bón, sự thật là gì? Cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Vì một vài lý do mà một số mẹ phải nuôi con bằng sữa công thức, tuy nhiên điều này lại gây ra trường hợp trẻ gặp phải tình trạng táo bón kéo dài. Vậy, lý do ở đây là gì? Một số mẹ lầm tưởng rằng sữa càng đặc thì trẻ càng nhận được nhiều dưỡng chất nên đã tự ý tăng lượng sữa bột mỗi lần pha và làm sai hướng dẫn pha sữa đã được khuyến cáo. Điều này khiến hệ tiêu hóa của trẻ bị quá tải, không hấp thụ được hết chất dinh dưỡng và gây ra táo bón. Ở trẻ sơ sinh, hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện, khả năng tiết các enzyme tiêu hóa còn hạn chế. Do đó, lượng lợi khuẩn và men không đủ dẫn đến tình trạng thức ăn khó tiêu hóa và gây ra táo bón. Trong một số loại sữa công thức có chứa lượng lớn alpha-S1 casein, một tác nhân gây dị ứng, khi đi vào dạ dày của trẻ sẽ tạo ra mảng sữa đông nhiều và khó tiêu hóa hơn. Vậy, giải pháp nào giải quyết tình trạng táo bón cho các bé được nuôi bằng sữa công thức? Trước hết, các mẹ cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và pha sữa theo đúng tỷ lệ mà nhà sản xuất đã khuyến cáo. Thứ hai, mẹ có thể cân nhắc cho con sử dụng sữa dê. Trong sữa dê, nồng độ alpha S1 casein thấp hơn nhiều so với sữa bò, tạo ra sữa có độ đông mềm và lỏng hơn. Ngoài ra, sữa dê còn có chứa 100% đạm quý A2 beta casein, dễ tiêu hóa hơn sữa bò, ngăn ngừa nôn chớ và đau bụng ở trẻ. Cuối cùng, mẹ nên tìm các loại sữa có chất xơ forcos. Có thể hiểu, đây là nguồn thức ăn cho các lợi khuẩn có trong đường ruột. Hệ chất xơ sẽ giúp thúc đẩy quá trình lên men trong hệ tiêu hóa, giúp bé dễ dàng đi ngoài, phân mềm và xốp hơn.